Kính chào quý khán giả, trong tuần qua, lực lượng công an Tây Ninh đã đấu tranh, bắt giữ nhiều vụ đối tượng với các hành vi vi phạm pháp luật, đánh bạc, trộm cắp tài sản, mua bán trái phép chất ma túy. Điển hình một số vụ cụ thể. Ngày 12 tháng 4 năm 2021, Công an huyện Bến Cầu ra quyết định tạm giữ hình sự 9 đối tượng về hành vi đánh bạc. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Bến Cầu phối hợp Công an xã Tiên Thuận bắt quả tang 13 người đang đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức đánh bài bầu tại một quán nước giải khát thuộc ấp Bầu Tép, xã Tiên Thuận. Tang vật thu giữ 40 lá bài tay, 12 điện thoại di động, trên 75 triệu đồng và nhiều dụng cụ liên quan khác. Hàng ngày, tụ điểm này do Đinh Thị Nguyên, sinh năm 1969, ngụ khu phố 3, thị trấn Bến Cầu tổ chức, chủ yếu cho các phụ nữ ở địa phương và huyện Gò Dầu đến đánh bạc. Thủ đoạn hoạt động lợi dụng quán nước giải khát của ông Huỳnh Văn Úc, sinh năm 1976, ngụ ở địa chỉ trên, có nhiều người đến uống nước nên Nguyên mang dụng cụ đến để tổ chức đánh bạc cho những người có máu đỏ đen tụ lại đây sát phạt nhau thắng thua bằng tiền với mỗi ván cược từ 1 triệu đến 5 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Ngày 10 tháng 4 năm 2021, Công an huyện Gò Dầu tạm giữ hình sự 3 đối tượng: Huỳnh Văn Tiến sinh năm 2002, Nguyễn Kim Bảo sinh năm 2003 và Huỳnh Nhật Em sinh năm 2002. Cả ba cùng ngụ huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, Công an huyện Gò Dầu điều tra, truy xét, phát hiện có băng nhóm có khoảng 10 đối tượng rủ nhau dùng nhiều xe mô tô Exciter phân khối lớn đi từ thành phố Hồ Chí Minh theo quốc lộ 22 đến Tây Ninh tìm những người phụ nữ chạy xe mô tô một mình, có đeo nữ trang thì sẽ cử hai người trong nhóm chạy xe mô tô áp sát nạn nhân ra tay cướp giật. Những người còn lại có nhiệm vụ cản địa nếu có người truy đuổi theo. Với thủ đoạn hoạt động trên, nhóm cướp giật này đã sa lưới Công an thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi phối hợp điều tra, Công an huyện Gò Dầu di lý ba đối tượng Tiến, Bảo, Nhật Em về huyện Gò Dầu để điều tra làm rõ ba vụ cướp giật dây chuyền vàng mà ba đối tượng này đã thực hiện trên địa bàn các xã Thành Phước, Phước Đông và thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, rồi tẩu thoát về thành phố Hồ Chí Minh bán được 32 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Riêng các đối tượng còn lại trong nhóm, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ 6 đối tượng về hành vi cướp giật tài sản và một đối tượng bỏ trốn. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Do lúc 11 giờ ngày 11 tháng 4 năm 2021, Công an phường Ninh Thạnh trong lúc tuần tra kiểm soát đã bắt quả tang đối tượng Cao Đình Tuấn, sinh năm 1997, ngụ ấp Trung Sơn, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, có hành vi trộm nóng xe mô tô. Tang vật thu giữ một chiếc quen pha biển kiểm soát 70B1-70537, 41 triệu đồng, một bộ đoạn dùng để bẻ khóa xe, một điện thoại di động và một con dao rọc giấy. Qua làm việc, Cao Đình Tuấn khai nhận, sáng ngày 11 tháng 4 năm 2021, thấy xe của người dân đi làm rẫy không có người trông coi, đối tượng liền tiếp cận ra tay trộm cắp. Trong lúc thực hiện hành vi trộm xe, Tuấn bị Công an phường Ninh Thạnh phát hiện bắt quả tang. Công an huyện Dương Minh Châu đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Trung, sinh năm 1987, ngụ ấp Thuận Phước, xã Trung Mích, huyện Dương Minh Châu, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ngày 1 tháng 4, Công an huyện Dương Minh Châu thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Nguyễn Hoàng Trung, thu giữ trên 17 triệu đồng, 2 điện thoại di động, 1 xe mô tô cùng một số vật chứng khác có liên quan. Lợi dụng thông tin trên các kênh truyền thông về các vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc bị lực lượng công an bắt giữ, Trung cấu kết với Hải, không rõ nhân thân, tìm đến nhà các bị can, bị cáo, rồi tự giới thiệu bản thân quen biết nhiều cán bộ có chức vụ trong lĩnh vực tố tụng, ngành tòa án có khả năng chạy án, lo cho các bị can, bị cáo được tại ngoại hoặc hưởng án treo và giúp họ thắng kiện trong các vụ án dân sự. Với kèm theo sự thỏa thuận từ 100 đến 300 triệu đồng một vụ án, nhưng sau khi nhận tiền, Trung và Hải nhiều lần hứa hẹn và không thực hiện. Với thủ đoạn trên, Trung đã lừa và chiếm đoạt 560 triệu đồng. Thưa quý khán giả, mặc dù pháp luật có những quy định cụ thể đối với từng hành vi tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc, tùy mức độ vi phạm tham gia hay tổ chức mà bị xử phạt hành chính hoặc bị xử lý hình sự. Thế nhưng, không riêng ở Tây Ninh, ở nhiều địa phương tệ nạn cờ bạc vẫn còn hoạt động, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. Chính vì lẽ đó, thời gian qua, lực lượng công an Tây Ninh đã nỗ lực ngày đêm triệt xóa nhiều tụ điểm đánh bạc, trong đó có nhiều vụ xới bạc với quy mô lớn. Đánh bạc nhỏ lẻ vài người, nam có, nữ có. Quy mô lớn hơn thì hàng chục người đến tham gia sát phạt. Thậm chí có sới bạc với quy mô lớn được tổ chức chặt chẽ từ khâu thuê người đưa đón người đến tham gia,
và phục vụ cả việc ăn uống. Đây là đối tượng Trần Thị Thùy Dương, tên gọi khác là Liễu, sinh năm 1990, ngụ ấp Xóm Lò, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu. Người cầm đầu sới bạc đã bị công an huyện Bến Cầu phối hợp phòng cảnh sát hình sự công an Tây Ninh đột kích bắt quả tang cùng 33 đối tượng mà số đông là phụ nữ đang sát phạt dưới hình thức đánh bài. Tang vật thu giữ gồm gần 550 triệu đồng, 60 bộ bài tây, 7 xe mô tô và một số tang vật khác có liên quan. Rồi đó anh thâu chồng ra, thiếu nợ mấy trăm triệu rồi mình nuôi con rồi mình phải trả nợ. Vì hoàn cảnh em mới làm, chứ em không muốn làm nghề này. Em biết là vậy là cờ bạc là ai cũng phải khổ. Thì em biết bạn em thì nó làm cái nghề đó là sai pháp luật. Nhưng mà cái hoàn cảnh của nó khó khăn thì chung em rủ nó làm xí nghiệp hôm nay lâu rồi. Nhưng mà cái hoàn cảnh của nó không đi làm đó được. Làm xí nghiệp thì mỗi tháng thì được 4-5 triệu thôi. Còn đây là tụ điểm tài xỉu bị công an triệt xóa vào giữa tháng 2 vừa qua. Hai đối tượng Trần Hoài Phương và Nguyễn Minh Sang bị lực lượng công an bắt quả tang khi tổ chức cho 37 đối tượng tham gia đánh bạc. Thu giữ trên 1,44 tỷ đồng, 3 bộ dụng cụ lắc tài xỉu, 4 xe ô tô, 43 điện thoại di động và nhiều đồ vật có liên quan. Điều đáng nói, tụ điểm này hàng ngày lôi kéo từ 40 đến 50 con bạc ở các huyện, thị xã trong tỉnh và ở các tỉnh khác như Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh. Thu tiền sâu mỗi ngày từ 50 triệu đến 100 triệu đồng. Vì sao thời gian gần đây lại có nhiều sới bạc khủng? Vì sau khi cái đại dịch Covid-19 xảy ra từ tháng 3 năm 2020 cho đến nay, tất cả các cái casino là đều đóng cửa, rồi các cái trường gà giáp ranh trên biên giới cũng không còn hoạt động. Cho nên là các cái loại đối tượng cờ bạc tập trung là gây dựng tổ chức rồi chơi ở trong nội địa bằng các hình thức như đá gà, đánh bài, tài xỉu, số đề, dân dân. Nhưng mà tập trung nhất là các cái sòng bài di động, tập trung lực lượng, là tập trung số người chơi là các tỉnh có thể Long An, rồi Tiền Giang, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh. Nó lưu động làm là phục vụ hậu cần đầy đủ, có thể là có một cái tổ chức hệ thống rất là chặt chẽ để canh coi, canh gác để làm sao mà phát hiện được lực lượng chức năng thì bọn chúng sẽ giải tán. Dù với bất cứ lý do gì thì hành vi tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền ít hay nhiều cũng đã vi phạm pháp luật. Tại điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về tội đánh bạc. Hành vi đánh bạc trái phép với bất kỳ hình thức được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng trở lên thì sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hay phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Với các trường hợp đánh bạc trên 50 triệu đồng, mức án có thể lên đến 7 năm tù. Để bóc gỡ, triệt phá được một cái sông bạc đó là đòi hỏi là rất là vất vả đối với lực lượng công an chúng tôi trong thời gian vừa qua, đặc biệt là giữa cái mùa Covid-19. Cái đại dịch này khi bắt với một số lượng nhiều thế là cũng phải tính toán đến vấn đề là giam giữ sao cho an toàn trong trại tạm giam. Tất cả các vụ việc đủ định lượng là chúng tôi đều xử lý nghiêm minh trước pháp luật để nhằm răn đe các cái đối tượng khác để hòng đảm bảo cái an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, các đơn vị nghiệp vụ công an các huyện, thị xã, thành phố, công an Tây Ninh tăng cường nắm tình hình, chủ động đấu tranh triệt phá các tụ điểm, nhóm hoạt động cờ bạc. Bên cạnh đó, vận động người dân chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phát hiện tố giác tội phạm để góp phần cùng lực lượng công an ổn định an ninh trật tự địa phương. Kính thưa quý khán giả, chương trình An ninh trật tự đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.